Dạ vâng, cảm ơn bác. Bây giờ trở lại phần 2. Cháu xin lỗi bác là lần trước trong cái chương trình mà bác đọc cái bài thơ Ta Về của nhà thơ Tô Thị Yên, đúng không anh? Thì cháu nhớ trong đó có hai phần, không biết có phần nào. Tại vì bác có nói về vấn đề là cái tâm tư, cái chia sẻ, cháu có hỏi bác về cái tại sao là nhà thơ Tô Thị Yên viết cái bài thơ đó và cái thông điệp là cái gì? Rồi mới dẫn đến, đúng không ạ, những cái mẫu chuyện về đời sinh viên, hoạt động sinh viên của bác. Thì bây giờ để mà cho khởi sự lại, không nắm lại, bác có thể nói sơ lại cái thông điệp của bài thơ Tô Thị Yên và cái cảm nhận của bác là của một cái người mà tác giả là tù nhân, đúng không ạ, bị cải tạo mà sau khi đi tù về 10 năm thì ông ta viết cái bài đó, thì cái cảm nhận hoặc là cái thông điệp của ông ta. Phân tích cái đó thì nó đại khái là tôi thấy thì là ở cái bài thơ đó nó toát ra là một trong những các cái để mà nói cái khi mà nói cái đau khổ trong cái chuyện mà học tập cải tạo đó, yeah. Thì mình nên nâng nó lên, yeah. Là trong cái đau khổ của miền Nam Việt Nam, yeah. Chứ không phải của cá nhân mình, bảo ạ, để mà và không những là của miền Nam Việt Nam và của cái nghiệp của cái dân tộc mình, yeah. Cho nên ví dụ như trong cái mấy cái tác phẩm của văn chương Việt Nam, yeah. Thì mình mới thấy là có cái chinh phụ ngâm, yeah. Vào ngạn, của trời đất nổi cơn gió bụi, khách, yeah. Má hồng nhiều nỗi chân chiên, yeah. Vâng, hoặc là mình mới thấy rằng thì là cái thứ gì đó là lại là cung oán ngâm khúc chẳng hạn, yeah. Thì lại nói về một cái người nữ, một cái người mà được chọn vào trong cung phi, yeah. Vâng ạ, được cung của nhà vua. Mà rồi thì là gọi là giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu độc chưa, dạ. Không ạ? Rồi thì là trải vách quế, hưu hát gì đó. Cái vách quế đó là thưa là đời xưa ở bên tàu đó, nó lạnh đến nỗi mà cái tường đó, dạ. Thay vì ví dụ như là mình cái tường shop mình có cái insulation đó, yeah. Thì cách nhiệt, cách nhiệt đó thì là nó để bằng quế, lấy cái bột quế đó, lấy những các cái quế mà mình đập ra đó, nó cũng là insulation, yeah. Nhưng mà nó là một cái hương nóng, hương thơm, hương nóng, hương chữa bệnh, thành ra tại vì rằng thì là chắc chỉ có nhà giàu mới thì là trong cung vua đấy vâng thưa anh, đấy thành ra rồi thì là ở trong truyện Kiều cũng vậy, cái ba cái tác phẩm dẫn đầu của mình đó thành ra thì mới nói rằng thì là Nguyễn Du chẳng hạn thì bán mình trục cha gì đó, vâng, coi như rằng thì là cái ví dụ như ông ấy nói rằng thì là có tài mà cậy chữ tài, yeah. Chữ tài cùng với chữ tài một phần, yeah. Không ạ? Rồi thì là có những các cái lúc mà có những cái lúc mà người ta trích đoạn đó, yeah. Đoạn rồi cái chuyện Kiều thì nó 3,000+ câu cơ. Yeah. Nhưng mà trong các cái sách giáo khoa của Việt Nam thì người ta trích đoạn mấy cái đoạn mà có thể là cái đoạn mà Kiều, Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích chẳng hạn, yeah. Thúy Kiều là cái lúc bây giờ là đã bán mình chuộc cha, nhưng mà trong lúc ấy gần như là cũng không bằng lòng tiếp khách, cái là không gì đó, yeah. Cho nên cái người mà nó mua đó, cái tú bà tú biết thì là, yeah. nó mới đưa, nó nhốt Thúy Kiều vào trong cái lầu Ngưng Bích, cái tên là Ngưng Bích tức là giữ lại cái tuổi xanh, bích là xanh mà, cái lầu Ngưng Bích, yeah. Để mà thành ra
cái Thúy Kiều ở đó mới 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 coi như rằng thì là hãm lại cái tuổi xanh và cái tuổi xanh, nghĩ về cái tuổi xanh của mình xem rằng là có đành nghĩa là buông xuôi xuôi đành chấp nhận cái cuộc đời làm vào trong Khuê nữ vậy đó. khuê nữ vào trong cái làng chơi thôi, không thành ra đó cái lầu Ngưng Bích đó. Và ở trong ấy mình mới thấy rằng thì là cái người đàn bà cuối cùng đó thì nhớ về gia đình, nhớ về bố mẹ, nó có những cái câu cảm động lắm, không ạ? Nhớ về đó thì nói rằng thì là tình quê theo ngọn mây tần xa xa, lúc bây giờ chỉ nhìn thấy mây thôi và ao ước cái mây đó, nó gửi đúng cái tâm sự mình về với gia đình. Có khi gốc tử đã vừa người ôm, tức là khi mà mình ra đi đó, khi mà mình bán mình chuộc cha đó, thì bây giờ mấy năm mà lưu lại đó, thì nghĩ rằng thì là cái cây ở trong vườn của gia đình nhà mình có khéo bây giờ nó cũng cũng lớn lắm rồi, đã vừa người ôm rồi. Mấy thành ra cái tình cảm của con người bao giờ nó cũng trở về quê hương. Thành ra mình mới thấy rằng thì là đấy cái trong cái mình mới cứ ngạc nhiên khi mà giảng về luận văn thì mình mới ngạc nhiên rằng thì là ông Đại Văn Hào Nguyễn Du đọc ạ, thì ông ấy dư sức ông ấy nghĩ ra một cái chuyện, sáng tác ra một cái chuyện lâm ly bi đát, chứ đâu có cần mà lại tự dưng ông ấy đi sứ thì ông ấy đọc một cái cuốn truyện Lá vâng cả lá cải thôi, cải Kim Vân Kiều thôi. phải không ạ, cái loại mà tiểu Không thuyết phải là đại tác phẩm không? vâng tiểu thuyết Ba Xu đó. Thế mà ông ấy về ông ấy đã tô điểm, ông ấy về hình như ông ấy thấy đồng hội đồng thuyền, ông ấy thấy ở đó nó ẩn chứa thấp thoáng cái bóng dáng của dân tộc, thấp thoáng cái nghiệp của dân tộc, cho nên chẳng hạn bây giờ từ cái cô gái từ cái thân phận nàng kiều ở đầu Ngưng Bích, bây giờ mình mới lại thấy là thì là ví dụ như những cô dâu Việt Nam ở bên Đại Hàn, cô dâu Việt Nam ở bên Singapore, cô dâu chỗ này chỗ kia đó, thì tôi thích cái Đa Đích Phạm đó, khi mà hắn ấy tới cái bên hắn ấy đi sang mà nó làm một cái cuộc phỏng vấn một cái cuộc mà cái thằng cha này Phóng nó sự. vâng phóng sự nó có cái hay của nó là nó để hình ảnh nói thôi, chứ nó không cái phóng sự của nó thì nó rất là hồn nhiên, ví dụ như là nó đi tới một cái phố chợ ở ở bên đó thì những các cái người gia đình của cái cô dâu Việt Nam ấy, bây giờ đã định cư rồi, an cư lạc nghiệp rồi, cũng lại ở trong một cái chợ này chợ kia bán hàng một cách yên ổn. Nhưng mà rồi cái thằng này ta giết phạm nó thì nó mới lại nó chấm dứt cái câu chuyện bằng nghe thấy tiếng của mấy trẻ thơ học tiếng Việt. Tức là cũng còn như bác nói muốn nhớ về cội nguồn, muốn giữ về cái ngôn Vâng, ngữ. thành ra lưu lạc bao nhiêu lâu rồi, phải không ạ? Mà mình tưởng rằng những người đó là thấy cái thân phận của mình và cái những đứa trẻ nó học tiếng Việt đó thì những đứa trẻ đó đứa trẻ lai,
cô dâu Việt Nam nhưng mà bố nó là người người thay vì nhà phải nhập vào cuộc sống của Đài Loan thì nó có nhập vào cuộc sống để mà nó survive, nhưng mà nó survive một cách là có thể nó cũng tinh khôn và nó survive đi đến đâu chăng nữa thì nó cũng phát triển, đi đến đâu chăng nữa thì nó cũng buôn bán giỏi giang, nó cũng vẫn là Nhưng mà thưa bác, kính thưa quý vị, tự nhiên các bạn thấy là bác Cường lại tại sao nói đến những thân phận, những nàng dâu Việt Nam, phải không ạ? Mà bác Cường lại nói đến chuyện nàng Kiều. Tức là từ nàng Kiều mà lại nghĩ đến chuyện những cô dâu Việt Nam, thì theo Khải, không biết Khải có phải là thương vay khúc mướn đồng cảm không? Khải hy vọng là Khải không dám là trèo cao. Nhưng mà Khải nghĩ có thể Khải cũng có cái cảm giác đó là như vậy. Tức là thay Kiều xưa thí Kiều bán mình chuộc cha, đúng không ạ? Những nàng dâu Việt Nam này lấy chồng để mà xây dựng cái tương lai cho gia đình, có phải không? Vâng, thì thành ra bây giờ mà để giải thích cái hoàn cảnh éo le hay là để giải thích rằng thì là đất nước mình bế tắc hay là gì đó thì tôi nghĩ rằng thì là nó cũng nhiều ở trong những cái cô dâu ở bên những cái nước đó thì ví dụ như là cũng của nhiều quốc gia khác nữa chứ không phải là chỉ có người Việt Nam đâu. Và mình mới thấy rằng thì là vì cái bối cảnh là cả một cái cuộc chiến kéo dài, tức là giống như là giống như là cái nhà thơ nào mà gọi là 30 năm và không vâng 30 năm nội chiến từng ngày á, phải ra là cụ mẹ là Trịnh Công Sơn à. Vâng, Trịnh Công Sơn đó. Thì gia tài của mẹ thì để lại một cái gánh nặng, một cái quốc gia buồn, một cái tiếng thở dài. Vâng. Nhà mình mới thấy rằng cái hoặc là ví dụ như là thấy cái vai trò của người đàn bà Việt Nam nó cũng lớn lắm. Ví dụ như là sau 30 tháng 4 chẳng hạn thì tất cả những bà tướng bà tá tất cả những bà tướng bà tá thì là phải là trước đây thì cái là coi như rằng thì là mệnh phụ phu nhân ở trong cái tháp ngà hay là ở trong những cái yên ổn coi như rằng thì là ấy. Thế mà rồi thì khi mà cuộc chiến bị thua rồi thì là chồng đi học tập cải tạo thì bà ấy lao mình ra chợ cũng ngồi bán cà phê, ngồi bán cái này cái kia, tất cả những các cái đó. Tôi đã thấy có rất nhiều những bà mà nghĩa là bán biết họ cái cuộc sống họ thích ứng ngay với cuộc sống. Ví dụ như là ở những các cái chợ trời ở bên cạnh đằng sau chợ Bến Thành hay là những đường Tạ Thu Thâu chỗ nọ chỗ kia đó, tất cả những cái gốc khác là những cái bà tướng bà tá đó. Mà tôi thấy là thì rất nhiều bà vừa dành dụm để tiền để mà đi thăm nuôi chồng và vừa để mà có tiền chạy bãi bến để mà cho con đi vượt biên. Có nghĩa là họ phải tần tảo bươn chải, đúng không ạ? Kính thưa các bạn, cái lần trước đó, cái lý do mà Khải và bác Cường đọc cái bài thơ Ta Về đó thì Khải nhớ là bác Cường có giải thích, tức là thay vì như là cái nhà thơ thay vì nói là chờ chồng về giống như Hòn Vọng Phu, phải không ạ? Thì lại nói là cái dạng như là biển cả chờ chồng về. Đó. Đúng không ạ? Thì bác Cường có nói là giống như bác Cường có nhắc đến cái từ giống như là những cái biển cả bao la như lòng mẹ, đúng không ạ? Tức là bác Cường ví cái người vợ giống như bao la như người mẹ. Thì Khải mới nói là như bác nói là không phải là trong cái cuộc chiến vừa qua nữa, mà trong bao nhiêu giai đoạn lịch sử mấy trăm mấy ngàn năm nay, cái vai trò của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam mình là đều là cao cả, hy sinh. Vâng, thì ví dụ như là một trong nhà thơ Tú Xương chẳng hạn thì là
quanh năm vất vả quen ven sông nuôi đủ năm con với một chồng. Yeah. Tức là ông dùng từ nuôi nuôi chồng đúng không ạ, chứ không phải là thờ chồng và nuôi chồng. Mà kính thưa các bạn, lý do mà Khải với Bác Cường nhắc đến nhà thơ Tuấn Sương là tại vì trong cái bài thơ của nhà thơ Tô Thị Yên đúng không ạ, Khải có hỏi Bác Cường đấy, Khải thấy dùng cái từ chớp bể với mưa nguồn. Mà Khải nhớ là Khải chỉ có ấn tượng là nhà thơ Tuấn Sương ngoài những cái bài thơ châm biếm xã hội, phải không ạ, lên án xã hội, ý nói là bỏ nho học chạy theo tây học đồ này này kia đó, thì chỉ có một cái bài gần như duy nhất nói về vấn đề tinh thần ái quốc đúng không ạ, nói là ông cũng chờ chết bể với mơ nguồn, còn không là nói về cái vấn đề ca tụng cái sự hy sinh của người vợ. Vâng, thì nó có một cái câu thơ là trời không chớp biển cũng mưa mưa nguồn, đêm nào đêm nao tớ cũng buồn. Rồi thì nhà thơ Tú Sương đó cũng lại nghĩa là coi như rằng thì là cũng trốn trách nhiệm, hay là nói một câu rằng thì là có lẽ thiên hạ đang ngủ cả, tội gì mà thức một mình ta. Tức là cũng hết sức là vô trách nhiệm và gần như là có những các cái chữ để mà thoái thác cái vai trò của cái người sĩ phu, của cái người đàn ông. Thành ra ví dụ như là nó có một câu rằng thì là đêm nghe tiếng ếch bên tai giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Dạ vâng, cũng trong cái bài thơ đó. Vâng, thế thì việc này còn được, tiếng ai gọi đò là tiếng ai gọi đò là gì, gọi đò để đi tham gia kháng chiến, để đi tham gia kháng chiến, để đi lưu vong, để đi qua Singapore, để đi qua Trung Quốc, để mà mưu sự lớn. Thế nhưng mà ông ấy rồi thì tôi cũng chọn cái con đường hưởng thụ, con đường ngắn nhất, gọi là lòng cũng có sao xuyến đó, nhưng mà cái con đường kia nó trông gai, nó dài quá. Thành ra tôi cũng lại liên hệ tới ví dụ như ông Hồ Chí Minh. Ví dụ như ông Hồ Chí Minh thì có những các cái Việt kiều ở Nouvelle-Calédonie, cũng là một trong những các cái thuộc địa của Pháp đó. Cái lúc mà ông Hồ Chí Minh mà mới tuyên ngôn độc lập đó, mới làm cuộc cách mạng đó, thì mấy người đó cũng lại là muốn đi về tham gia giúp nước, nhưng mà ông Hồ Chí Minh nói là thì là cũng là cảm ơn, nhưng mà cái con đường này nó gian khổ lắm, thì sợ rằng đồng bào không chịu nổi đâu, nhưng mà không nói hẳn như vậy. Nhưng mà thành ra mình mới thấy là thì là cái ví dụ như cũng lại có một cái những các cái tuyên truyền ở đây đó, mà mình mới thấy là thì là ví dụ như là nói về ông Hồ Chí Minh mang chủ nghĩa Mác Lê về, rồi thì là một cái người lai căng, tôi thấy là không phải, tôi thấy là hoàn toàn không phải. Nếu mà cái chủ nghĩa Mác Lê thì ông ấy không dụ dỗ được ai cả, phải không ạ? Cái người dân Việt Nam thì nó tinh khôn lắm, chứ không phải là nó theo ông Hồ Chí Minh, là vì rằng ông ấy cái chủ trương của để tam quốc tế đâu, mà người ta theo ông Hồ Chí Minh là chủ nghĩa quốc gia dân tộc, chống ngoại xâm, không ạ? Và ông ấy cũng gặp rất nhiều thử thách cho tôi, ông gặp rất nhiều thử thách, ví dụ như là cái lúc mà tức là vừa mới 19 tháng 8 năm 45 thì đã lên cướp chính quyền. Cái lúc bây giờ là Nhật nó vừa đầu hàng mấy lại gì đó, lên cướp chính quyền, thì 2 tháng 9 tuyên ngôn độc lập, cũng là năm 45. Và rồi thì 19 tháng 12 năm 46, tức là chỉ có một năm sau, hơn một năm sau, thì không chịu được cái áp lực của người Pháp, cho nên đó, cái người thanh niên Hà Nội đó, thanh niên Việt Nam đó, không, thanh niên Hà Nội đó, mới nổi lên
coi như là phá cái nhà máy điện, tắt điện, rồi thì là đi vào một cái cuộc phiêu lưu, một cuộc kháng chiến toàn quốc. Và có nhiều người người ta nói là thì là ông Hồ Chí Minh cũng là ông ấy gần như là ông ấy cái ông ấy cũng nhân nhượng, ông ấy gần như là ông ấy cũng chần chừ, ông ấy cũng chưa dám quyết định để mà đi vào một cái chuyện mà chống chống Pháp, bởi vì rằng thì là cái lúc bây giờ lực lượng của Việt Minh thì cũng có 2-3 khẩu súng rồi thì là gì nữa, làm sao mà để mà chống lại cái tham vọng của người Pháp. Thành ra đó ông ấy cũng nghĩa là đành bị ôm những cái người mà thân tín với ông Hồ Chí Minh, thì nói chuyện này thì là ông Hồ Chí Minh là ông ấy vẫn nó đặt những cái điều kiện rất là khắt khe. Thế nhưng mà ông Hồ Chí Minh là ông ấy định nhượng bộ, ông ấy định nhượng bộ, ông ấy không dám. Nhưng mà ông ấy bị quần chúng, nhất là thanh niên của Hà Nội đó, nó đã phát động, nó đã nổ cái tiếng súng đầu tiên để mà phá nhà máy điện, rồi thì là và lúc bây giờ nó mới nói đùa là nó mới vào, nó ôm vác chạy lên chiến khu vào mà và thôi. Có nhiều người nói thì là bác nhượng bộ quá là thế nọ thế kia đó. Nhưng mà quả tình là ông Hồ Chí Minh là rất cô đơn. Bác cho cháu kéo cái ghế xuống để xin để nó bớt Ông Hồ Chí Minh là rất cô đơn, bởi vì thì là trong cuộc kháng chiến đó thì nghĩa là cái cân bằng lực lượng thì nó yếu quá, cho nên đó thì là người ta mới rất nhiều những đồng chí của ông ấy là đã bỏ cuộc, đi vào thành, đi vào vùng tề đó, vùng tề tức là vùng ấm ớ hội tề, tức là vùng mà nửa nạc nửa bỡ, vâng, Dinh với tài đó không ạ? vâng, chứ không, vùng tề đó thì là nửa nạc nửa bỡ, tức là buổi tối là bình định, ban ngày thì là đã bình định, coi như là đã bình định, Tây nó bình định được rồi. Thế thì những người mà theo Hồ Chí Minh đó thì mới mới nhân cái đó buổi tối là trốn vào thành, cái chữ mà ban nãy là dinh tê đó, dinh tê đó tức là tiếng lóng của trẻ con mà nó bắn bi với nhau đó, thì nó bắn để mà vào cái vòng tròn đó, thì nó được vào trong đó thì nói lóng với nhau được, dinh Thấy thấy tê, về vâng, đi vào vùng tề, tức là đi vào cái vùng Tây nó cai trị, nó đã ổn định rồi. Tức là ông Hồ Chí Minh ông ấy cũng thấy cô đơn lắm, ông ấy thấy là thì là nhiều đồng chí ông ấy chịu gian khổ không được, đã bỏ cuộc đi vào thành. Ai xui miệt ấy ghé gì thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chỉ mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Xin mời quý vị đến với Phở Quyên, ăn một lần lại muốn ăn thêm. Phở Quyên 714-896-0928, 896-0928.